Đắc Nhân Tâm, cuốn sách hay nhất của mọi thời đại đưa bạn đến thành công. Lời giới thiệu: Believer that you will success and you will, tin rằng thành công, bạn sẽ thành công, Dale Carnegie. Đắc Nhân Tâm, How to Win Friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng, bán chạy và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Tác phẩm đã được chuyển ngữ sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới và có mặt ở hàng trăm quốc gia. Đây là quyển sách duy nhất về thể loại self-help liên tục đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất Best Selling Books do báo The New York Times bình chọn suốt 10 năm liền. Riêng bản tiếng Anh của sách đã bán được hơn 15 triệu bản trên thế giới. Tác phẩm có sức lan tỏa vô cùng rộng lớn, dù bạn đi bất kỳ nơi đâu, bất kỳ quốc gia nào cũng đều có thể nhìn thấy. Tác phẩm được đánh giá là quyển sách đầu tiên và hay nhất có tầm ảnh hưởng làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu người trên thế giới. Tại Việt Nam, tác phẩm How to Win Friends and Influence People của Dale Carnegie đã có hơn 50 năm gắn bó cùng bạn đọc Việt Nam qua bản dịch Đắc Nhân Tâm của học giả Nguyễn Hiến Lê và đã giúp rất nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam thành công trong cuộc sống. Trong suốt 50 năm ấy, How to Win Friends and Influence People đã từng nhiều lần được những người con của đây chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với thời đại. Rất nhiều ví dụ dẫn chứng quá cũ đã được thay bằng những câu chuyện mới, mang tính thời đại và ý nghĩa hơn. Và đó cũng chính là mong muốn của Dale Carnegie lúc sinh thời. Ông vẫn hằng mong tác phẩm của mình có một sức sống hợp với thời đại và ngày càng lan tỏa phát triển mãi. Chính vì sự cập nhật mới của tác phẩm cũng như khát khao mang đến cho độc giả Việt Nam một tác phẩm thật sự giá trị về nghệ thuật giao tiếp và chinh phục lòng người, First News đã quyết định mua bản quyền ấn bản mới nhất và biên dịch lại tác phẩm nổi tiếng này. Đắc Nhân Tâm, How to Win Friends and Influence People được First News mua bản quyền tại nhà xuất bản Simon & Schuster của Mỹ. Đây là bản dịch đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam từ trước đến nay, có bản quyền từ nhà xuất bản gốc và được sự đồng ý của gia đình Dale Carnegie. Cũng như nhiều người đã từng chiêm nghiệm và thành công nhờ những triết lý trong cuốn sách này, ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch và Tổng Giám đốc PepsiCo Đông Dương đã chia sẻ cảm nhận sâu sắc của mình. Đắc Nhân Tâm không đơn thuần là cách cư xử, chỉ để được lòng người. Đó là một trong những nhận thức hình thành nhân cách con người theo những chuẩn giá trị được đa số đồng ý và chia sẻ. Trong cuộc sống, Đắc Nhân Tâm thể hiện qua sự quan tâm, tôn trọng những người quanh ta và xã hội mình đang sống. Trong kinh doanh, nó thể hiện sự công bằng và tư duy cùng thắng, trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, qua sự đóng góp của bản thân, từng con người và từng doanh nghiệp. Hiểu theo Đắc Nhân Tâm sẽ không còn là sự cố gắng làm hài lòng hoặc ban phát, mà chính là thước đo nhân cách, là bổn phận và trách nhiệm của những người quản lý và doanh nghiệp đó. Không còn nữa khái niệm giới hạn, Đắc Nhân Tâm là nghệ thuật thu phục lòng người, là làm cho tất cả mọi người yêu mến mình. Đắc Nhân Tâm của thời đại mới đòi hỏi sự hiện diện của cái tâm, cái tầm và cái tài trong mỗi người chúng ta. Đắc Nhân Tâm trong ý nghĩa cần được thụ đắc bằng sự hiểu rõ bản thân, thành thật với chính mình, hiểu biết và quan tâm đến những người xung quanh để nhìn rõ và khơi gợi những tiềm năng ẩn khuất nơi họ, giúp họ phát triển lên một tầm cao mới. Đây chính là nghệ thuật cao nhất về con người và chính là ý nghĩa sâu sắc nhất đúc kết từ những nguyên tắc vàng của Dale Carnegie. Đồng cảm với mục đích tốt đẹp của First News và mong muốn đóng góp phát triển nét văn hóa ứng xử, Đắc Nhân Tâm ở Việt Nam, Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm, đại diện chính thức của tổ chức Dale Carnegie tại Việt Nam, đã đồng hành với First News để giới thiệu quyển sách đầu tiên và hay nhất mọi thời đại về nghệ thuật giao tiếp và ứng xử. Quyển sách đã từng mang đến thành công và hạnh phúc cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Chân thành chúc các bạn sẽ tìm được những điều bổ ích và thành công với cuốn sách này, First News. Quyển sách của mọi thời đại. Khi xuất bản lần đầu tiên vào năm 1936, tác phẩm How to Win Friends and Influence People của Dale Carnegie chỉ in có 5.000 bản. Cả Dale Carnegie và nhà xuất bản Simon & Schuster đều không ngờ rằng ngay sau khi phát hành, quyển sách đã trở thành một hiện tượng đáng kinh ngạc trong ngành xuất bản Hoa Kỳ. Simon & Schuster phải tái bản liên tục mới kịp đáp ứng đủ nhu cầu của bạn đọc. Trong suốt nhiều thập kỷ tiếp theo và cho đến tận bây giờ, tác phẩm này vẫn chiếm vị trí số 1 trong danh mục sách bán chạy nhất và trở thành một sự kiện có 102 trong lịch sử ngành xuất bản thế giới và được đánh giá là một quyển sách có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Dale Carnegie đã từng nói kiếm được 1 triệu đô la còn dễ dàng hơn là sáng tạo ra một cụm từ tiếng Anh thông dụng.
How to Win Friends and Influence People đã trở thành một cụm từ nổi tiếng, được sử dụng nhiều đến mức chính người tạo ra nó cũng không ngờ đến. Cụm từ này là những giá trị trong tác phẩm của Dale Carnegie đã được đề cập, trích dẫn, bàn luận, ứng dụng trong vô vàn tình huống khác nhau trong cuộc sống. Tác phẩm đã được dịch sang hơn 45 ngôn ngữ trên thế giới và thật diệu kỳ. Quyển sách chưa bao giờ bị lạc hậu bởi thời gian, mỗi thế hệ đều cảm nhận, khám phá từ cuốn sách này một tư duy khác nhau, cách ứng xử và cách sống mới mẻ, thú vị và rất hữu ích cho cuộc sống của chính họ. Một vấn đề rất đáng được nêu lên, tại sao phải đánh giá lại một tác phẩm mà sự thành công và nổi tiếng của nó đã được minh chứng qua thực tiễn của mọi thời đại? Tại sao phải hiện đại hóa một tác phẩm đã được xem là kinh điển, là một biểu tượng văn hóa của nhân loại? Để trả lời cho câu hỏi trên, trước hết chúng ta cần hiểu rằng Dale Carnegie đã dành tâm huyết cả cuộc đời mình để viết nên tác phẩm này. How to Win Friends and Influence People đã được làm tài liệu chính cho các bài giảng và các cuộc nói chuyện về thuật đối nhân xử thế và giao tiếp hiệu quả của Dale Carnegie và những thế hệ diễn giả sau này. Cho đến khi qua đời vào năm 1955, ông vẫn không ngừng bổ sung và cập nhật những kinh nghiệm sống của mình vào tác phẩm này trong mỗi lần tái bản, để quyển sách luôn phù hợp với tư duy của thời đại mới. Dường như không ai dạy cảm bằng Dale Carnegie trong cảm nhận về xu hướng phát triển của các mối quan hệ và cuộc sống nội tâm của con người. Nếu như Dale Carnegie còn sống, chắc chắn ông sẽ vẫn tài tiếp tục bổ sung cập nhật để tác phẩm tâm huyết của mình luôn đồng hành sống mãi với thời gian. Tên tuổi của nhiều nhân vật nổi tiếng từ trước những năm 1930 từng được đề cập, trích dẫn trong các lần xuất bản trước của quyển sách này không còn quen thuộc với các bạn đọc ngày nay nữa. Một số dẫn chứng và ví dụ minh họa đã lạc hậu với hiện tại, do đó trong lần xuất bản mới nhất, chúng tôi cập nhật và bổ sung những ví dụ, dẫn chứng để làm nổi bật hơn những ý tưởng tinh tế, tầm nhìn và những kinh nghiệm có giá trị vĩnh hằng của Carnegie. Thật vậy, đây Carnegie đã viết như ông đã từng nghĩ, đã nói và đã sống bằng cả trái tim của mình, một trái tim chân thành, giàu lòng trắc ẩn và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Từng ngày, từng giờ, hàng triệu người trên khắp thế giới vẫn đang đọc tác phẩm bất hủ này của Dale Carnegie. Quyển sách này đã giúp thay đổi cuộc đời của rất nhiều người tốt đẹp hơn. Chúng tôi trân trọng giới thiệu với bạn đọc ấn bản cập nhật mới này và tin tưởng nó sẽ đem lại cho bạn sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Lời tác giả Dale Carnegie, đắc nhân tâm ra đời như thế nào? Trong 35 năm đầu thế kỷ 20, các nhà xuất bản ở Mỹ đã in trên 200.000 đầu sách khác nhau. Hầu hết chúng đều nhàm chán và thất bại về doanh thu. Giám đốc một trong những nhà xuất bản lớn nhất trên thế giới cho tôi biết rằng, dù nhà xuất bản của ông đã có 75 năm kinh nghiệm, song vẫn thất bại. 7 trên 8 đầu sách đã in trong năm. Như vậy, tại sao tôi vẫn quyết tâm viết cuốn sách này và sau khi hoàn tất, tôi còn tâm đắc đọc đi đọc lại rất nhiều lần? Từ năm 1912, tôi giảng dạy nghệ thuật kinh doanh ở New York. Ban đầu với kinh nghiệm thực tế, tôi dạy học viên cách diễn thuyết trước công chúng. Sau đó, tôi nhận thấy các bạn học viên cần được hướng dẫn cách diễn đạt hiệu quả, đặc biệt là nghệ thuật ứng xử với con người. Trong kinh doanh cũng như giao tiếp xã hội hàng ngày, tôi nghĩ rằng chính bản thân tôi cũng cần tự nhìn lại mình. Suy nghiệm về thời gian đã qua, tôi tự nhận thấy bản thân đã có rất nhiều lần xử sự thiếu tế nhị. Nếu cách đây 20 năm, mà được đọc một quyển sách như thế này dạy cách ứng xử tốt thì có lẽ tôi đã khác đi rất nhiều. Cư xử sao cho đẹp lòng người nhưng không thiệt phần mình là cả một nghệ thuật. Đó đòi hỏi sự nhạy cảm, tinh tế trong giao tiếp hàng ngày, đặc biệt là trong quan hệ kinh doanh. Điều này đúng với tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội. Theo một nghiên cứu được tiến hành dưới sự bảo trợ của Viện Carnegie, thì ngay cả trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, thành công về tài chính của một người thường chỉ có 15% là do khả năng chuyên môn, 85% còn lại tùy thuộc vào nhân cách, sự khéo léo, tế nhị trong giao tiếp và khả năng quản lý, lãnh đạo. Trên 1.500 kỹ sư đã đến với các lớp học do tôi giảng dạy tại câu lạc bộ các kỹ sư tại Philadelphia tại Viện Kỹ thuật Điện Hoa Kỳ. Lý do họ đến với lớp học này là vì họ nhận ra rằng người được trả lương cao nhất trong ngành cơ khí không phải là người được thông thạo nhất về máy móc, mà chính là những người có trình độ kỹ thuật kết hợp với khả năng giao tiếp thông minh và tinh tế, có khả năng lãnh đạo, biết khơi dậy lòng nhiệt huyết. Cách đây khá lâu, trường Đại học Chicago và các trường của Hội Công giáo Mỹ đã tiến hành một cuộc thăm dò trong 2 năm với 156 câu hỏi để tìm hiểu xem những người trưởng thành muốn học hỏi điều gì nhất.
Trong danh sách đó có những câu như công việc và nghề nghiệp của bạn là gì, mối quan tâm của bạn là gì, thời giờ rảnh bạn làm gì, thu nhập của bạn ra sao, những sở thích ước mơ của bạn, những vấn đề khó khăn của bạn trong cuộc sống. Ngoài công việc, học tập, bạn quan tâm đến điều gì nhất? Kết quả của cuộc thăm dò cho thấy mọi người quan tâm nhiều nhất đến sức khỏe. Tiếp theo đó là cách ứng xử sao cho họ được người khác quý trọng, tin tưởng và nghe theo. Với mong muốn huấn luyện, đào tạo những học viên ở Meriden của khóa học về nghệ thuật giao tiếp ứng xử, những giảng viên đã cố gắng tìm kiếm một vài quyển sách để có thể làm tài liệu giảng dạy, nhưng thật ngạc nhiên là không hề có một quyển sách nào được viết về đề tài này cả. Không thể tìm ở đâu ra một cuốn sách để làm giáo trình, thế là tôi bắt tay vào viết một quyển sách như vậy. Trước khi viết, tôi đã bỏ nhiều thời gian để lục tìm và tham khảo rất kỹ những vấn đề mình đang quan tâm trên các sách báo, tạp chí, những câu chuyện và hồ sơ ghi chép các vụ kiện tụng trong gia đình và xã hội, các tác phẩm kinh điển của những triết gia và những nhà tâm lý học nổi tiếng trên thế giới. Thậm chí tôi còn thuê cả một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp dành ra hơn 1 năm rưỡi trời để tìm đọc tất cả những gì có trong các thư viện mà tôi đã bỏ sót, đào bới trong những bài học về tâm lý, rà soát hàng trăm bài báo, tìm kiếm không biết bao nhiêu là tiểu sử, với nỗ lực tìm hiểu cách mà các nhà lãnh đạo kiệt xuất của mọi thời đại đã đối xử với những người xung quanh của họ như thế nào. Bên cạnh đó, chúng tôi đã đọc về gương thành công của nhiều nhân vật xuất chúng như Julius Caesar, Thomas Edison, tôi còn nhớ chỉ riêng Theodore Roosevelt, chúng tôi đã tìm đọc đến hơn 100 bài tư liệu về cuộc đời của ông. Cá nhân tôi đã trực tiếp phỏng vấn rất nhiều người thành công, trong đó có những nhân vật nổi tiếng thế giới, thuộc nhiều lĩnh vực, nhà phát minh vĩ đại Marconi, Edison, nhà lãnh đạo chính trị xuất chúng như Franklin Roosevelt, James Foley, nhà kinh doanh tài năng Owen de Young, ngôi sao màn bạc Clark Gable, Mary Buford, nhà thám hiểm Martin Johnson, để cố tìm ra những bí quyết thành công mà họ đã ứng dụng trong cách đối nhân xử thế. Từ tất cả những tài liệu thu thập được, tôi đã chuẩn bị một bài viết ngắn có tên là Đắc Nhân Tâm, Nghệ thuật đối nhân xử thế và thu phục lòng người. Bài viết này chỉ ngắn ở giai đoạn đầu, nhưng không lâu sau, nó được phát triển thành một bài giảng kéo dài trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Khi kết thúc bài giảng, tôi đề nghị các học viên thể nghiệm những kinh nghiệm, những nguyên tắc mà họ đã học vào trong công việc và cuộc sống của họ. Và khi quay trở lại lớp trong buổi học sau, mỗi học viên sẽ trình bày những trải nghiệm và kết quả mà họ đạt được. Tôi đã thực sự bất ngờ, thú vị và đồng cảm với những câu chuyện xúc động và những điều bổ ích mà các học viên kể lại. Đây không phải là một quyển sách bình thường nằm lặng yên trên giá. Nó trưởng thành theo thời gian như sự phát triển của một đứa trẻ. Nó lớn lên và phát triển, vượt ra khỏi những kinh nghiệm của hàng triệu người qua các thời đại đầy biến động của rất nhiều nền văn hóa khác nhau. Lúc khởi đầu cách đây nhiều năm, chúng tôi đã in những nguyên tắc ứng xử đó trên một tấm thẻ bằng kích cỡ tấm bưu thiếp. Sau 1 năm, chúng tôi phải in trên một tấm bưu thiếp lớn hơn, sau đó là một tờ giấy khổ lớn. Dần dần những nguyên tắc đó cứ tăng lên và được in thành một loạt những quyển sổ tay nhỏ. Sau 15 năm nghiên cứu và trải nghiệm, quyển sách này chính thức được hoàn thiện và ra đời. Những điều được trình bày trong quyển sách này không chỉ đơn thuần là những lý thuyết hay những lý luận cảm tính chủ quan. Những kinh nghiệm này thực sự có một phép lạ và từng làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều người khi đã ứng dụng nó. Trong lớp học của tôi có một vị giám đốc quản lý 314 nhân viên. Trước đây, ông thường xuyên ép buộc, chỉ trích và trách mắng nhân viên của mình. Hầu như chẳng bao giờ ông có được thái độ dịu dàng, những lời động viên khuyến khích nhân viên. Ngay sau khi nghiên cứu những nguyên tắc được đề cập trong quyển sách, ông đã thay đổi hoàn toàn triết lý sống của mình. Mọi nhân viên trong công ty ông như được thổi một luồng sinh khí mới, làm việc với một sự trung thành cao độ, lòng nhiệt tình, hăng hái và một tinh thần đồng đội mạnh mẽ. Điều mà trước đây chưa hề có, điều tuyệt vời nhất là ông đã biến 314 con người mà ông từng xem như những kẻ chống đối trở thành 314 người bạn thực sự của mình. Ông tự hào kể lại, trước đây mỗi lần đến công ty tôi chẳng hề được ai chào đón, các nhân viên thường nhìn về phía khác khi thấy tôi đến gần. Nhưng bây giờ tất cả thực sự đều là bạn tôi, ngay cả người bảo vệ gác cổng cũng chào tôi một cách rất thân mật. Người quản lý này đã đạt được nhiều thành công hơn, nhiều niềm vui hơn và quan trọng hơn cả là ông đã tìm thấy được hạnh phúc trong công việc và cuộc sống. Cũng nhờ ứng dụng hiệu quả những nguyên tắc trong quyển sách mà rất nhiều nhân viên kinh doanh đã tăng đáng kể doanh số của mình. Nhiều người phát triển thêm được những khách hàng mới.
những khách hàng mà trước đó họ hoàn toàn vô vọng trong việc xây dựng mối quan hệ. Các lãnh đạo cấp cao thì được thăng chức tăng lương, những buổi học về nghệ thuật ứng xử không những đã thay đổi được nhiều người bảo thủ, có định kiến hay chống đối. Những người thiếu hòa đồng thoát khỏi nguy cơ bị sa thải mà còn giúp họ nhận được lòng tin và được giao phó những trọng trách cao hơn. Những cách ứng xử này không những giúp hàn gắn lại những rạn nứt trong các mối quan hệ xã hội, công việc mà còn tạo nên những tình cảm tốt đẹp làm thăng hoa hạnh phúc gia đình. Hầu hết các học viên đều rất kinh ngạc về những kết quả tự như phép màu mà họ đã đạt được. Nhiều học viên đã điện thoại đến nhà tôi cả vào ngày Chủ nhật, vì không thể chờ đến 48 tiếng đồng hồ nữa để chia sẻ những trải nghiệm mà họ khám phá được. Một học viên quá xúc động trước một bài tham luận đến mức ngồi lại thảo luận với các học viên khác đến tận 3 giờ sáng mới ra về. Anh ta quá phấn khích và hồi hộp trước những nhìn nhận về lỗi lầm của bản thân và trước những cảm nhận về cuộc sống có thêm nhiều ý nghĩa. Thế giới đầy những điều mới mẻ, đầy những cảm hứng đang chờ đợi mình đến nỗi anh thao thức, không thể ngủ được trong nhiều đêm liền. Giáo sư nổi tiếng William James của trường đại học Harvard nói rằng, so với tất cả những gì chúng ta đã hành xử, chúng ta chỉ mới tỉnh ngộ có nửa phần mà thôi. Chúng ta mới chỉ sử dụng một phần nhỏ, những khả năng thể chất và tinh thần vốn có. Con người thường rất dễ thỏa hiệp, bằng lòng với chính mình và sống trong các giới hạn tự đặt ra mà chúng đặt cách rất xa so với khả năng thực sự của mình. Có rất nhiều khả năng lớn lao đã không được dùng đến, và mục đích duy nhất của quyển sách này là giúp các bạn phát hiện, phát triển và tận dụng những tiềm năng đang còn ngủ yên, chưa được khai thác trong chính con người của bạn. Theo tiến sĩ John Hilben, nguyên hiệu trưởng Đại học Princeton, thước đo sự giáo dục của một con người chính là khả năng ứng xử của anh ta trước những tình huống của cuộc sống. Nếu như bạn đọc xong 3 chương đầu của quyển sách mà vẫn chưa cảm thấy mình tiếp nhận được những kiến thức và kinh nghiệm tốt hơn để ứng dụng vào những tình huống thực tế của cuộc sống của bạn, thì tôi xem đó là một thất bại hoàn toàn. Và như vậy quyển sách này không còn cần thiết cho bạn nữa, bởi vì mục đích tối thượng của giáo dục, như Huber Spencer nói, không phải là kiến thức mà là hành động. Và đây chính là một quyển sách của hành động. Dale Carnegie, 1936. Để quyển sách này mang đến kết quả tốt nhất, một yêu cầu rất quan trọng để bạn đạt được hiệu quả cao nhất từ quyển sách này là khao khát mãnh liệt, quyết tâm mạnh mẽ muốn thay đổi, muốn cải thiện khả năng đối nhân xử thế và hoàn thiện chính mình. Để có được một khát khao mãnh liệt như vậy, hãy nghĩ rằng việc bạn hiểu biết và vận dụng thành công những nguyên tắc này sẽ giúp bạn có một cuộc sống giàu có về tinh thần lẫn vật chất. Có được thành công và hạnh phúc hơn, bạn cũng có thể tự lặp đi lặp lại rằng uy tín, giá trị và hạnh phúc của tôi phần lớn tùy thuộc vào khả năng ứng xử của tôi với mọi người xung quanh. Bạn nên đọc nhanh toàn bộ quyển sách để có được cái nhìn tổng quát về nội dung chính. Sau đó bạn đọc lại thật kỹ từng chương. Về lâu dài, điều này sẽ tiết kiệm được thời gian, giúp bạn có được thay đổi lớn trong nội tâm và thu được những kết quả mỹ mãn. Trong khi đọc, bạn nên dừng lại suy ngẫm về điều vừa được đọc, tự hỏi xem bằng cách nào và khi nào thì có thể ứng dụng từng gợi ý thiết thực đó. Hãy chuẩn bị sẵn sàng bút màu, bút chì, bút mực, thước hay một vật gì đó dùng để đánh dấu. Khi bạn tìm thấy một ý tưởng mà bạn nghĩ là có thể ứng dụng ngay được, hãy tô màu, gạch dưới hay đánh dấu theo cách của riêng bạn. Hoặc dán một mảnh giấy nhỏ làm dấu, điều này sẽ giúp cho việc đọc sách trở nên thú vị hơn. Ngoài ra, khi cần đọc lại, bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy những điểm cần quan tâm một cách dễ dàng hơn. Tôi có quen biết một giám đốc điều hành của một công ty bảo hiểm. Tất cả các hợp đồng bảo hiểm phát hành hàng tháng, bà đọc đều giống hệt nhau. Thế nhưng, cứ hết tháng này sang tháng khác, suốt 15 năm đương chức, bà ấy đã đọc không sót một hợp đồng nào. Tại sao lại như thế? Bởi vì kinh nghiệm đã dạy cho bà biết rằng, đây là cách tốt nhất để bà luôn nhớ được rõ ràng những điều khoản trong đầu. Tôi đã từng mất gần 2 năm ròng rã để viết một quyển sách về cách diễn thuyết trước công chúng, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phải đọc lại để nhớ những gì tôi đã viết trong quyển sách của mình. Vì vậy, nếu muốn có được lợi ích thật sự lâu dài từ quyển sách này, tôi đề nghị bạn đọc đi đọc lại nhiều lần. Sau khi đọc thật kỹ lưỡng, mỗi tháng bạn hãy dành một vài giờ để xem lại quyển sách và đặt nó ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trên bàn làm việc của mình. Hãy luôn nhớ rằng việc ứng dụng những nguyên tắc đã học chỉ có thể trở thành thói quen một khi chúng ta có một kế hoạch thực hành, ứng dụng, có ghi nhận và điều chỉnh thật sát sao và liên tục. Học một ý tưởng, cách thức mới là một quá trình tích cực và chủ động. Chúng ta cần phải học bằng thực hành. Cho nên nếu muốn làm chủ các nguyên tắc trong quyển sách này thì bạn cần phải thực hành. Bạn hãy tận dụng mọi cơ hội để ứng dụng những điều đã học được. Nếu không làm, bạn sẽ nhanh chóng quên đi.
Chỉ những kiến thức được ứng dụng mới được khắc ghi thật sự vào trong trí nhớ. Tuy nhiên, tôi biết không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng ứng dụng những nguyên tắc này. Tôi biết rõ điều đó bởi vì chính tôi cũng vẫn thường thấy khó ứng dụng những điều mà tôi đã biết vào trong cuộc sống hàng ngày như tôi đã từng dự định. Ví dụ, khi bạn không hài lòng với ai thì bạn thường có khuynh hướng phê phán và chỉ trích hơn là tìm hiểu hoàn cảnh và quan điểm của người ấy. Thường thì tìm thấy sai lầm dễ dàng hơn tìm thấy điều đáng để khen ngợi, và nói về điều bạn muốn dễ dàng hơn là nói về điều người khác muốn. Cho nên khi đọc quyển sách này, ngoài việc tìm kiếm những ý tưởng, thông tin mới, bạn còn cần tìm cách tạo nên những thói quen mới, thực hiện một cách sống, cách ứng xử và suy nghĩ mới. Điều này đòi hỏi thời gian và phải có sự quyết tâm, kiên trì, luyện tập hàng ngày. Như vậy, nếu bạn thường xuyên đọc đi đọc lại quyển sách này và xem đó là một cẩm nang về cách cải thiện những mối quan hệ với con người và xã hội, quyển sách sẽ rất hữu ích cho bạn. Mỗi lúc bạn đối diện với một vấn đề phức tạp như mắc một lỗi lầm trong ứng xử, bị một đồng nghiệp hay một người bạn hiểu sai, khi cần đối xử với một đứa bé ngỗ nghịch, hòa giải những bất đồng trong đời sống gia đình, hay phải làm hài lòng một khách hàng đang bực bội, thì bạn nên ứng dụng linh động những nguyên tắc đó. Tôi nghĩ rằng chắc chắn chúng sẽ đem lại những kết quả kỳ diệu cho bạn. Bạn có thể đề nghị một người bạn hay người thân quan sát mình và có thể tặng người đó một món quà nhỏ mỗi lần người ấy bắt gặp bạn vi phạm một nguyên tắc ứng xử nào đó. Hãy biến việc thực hành những nguyên tắc này thành một trò chơi sinh động, thú vị. Có lần, chủ tịch một ngân hàng nổi tiếng ở Wall Street nói về hệ thống câu hỏi tự kiểm tra rất hiệu quả mà ông dùng để tự điều chỉnh cách ứng xử của mình. Mặc dù trình độ học vấn không cao, nhưng ông đã trở thành một trong những nhà tài chính uy tín nhất tại Mỹ. Ông thú nhận rằng hầu hết mọi thành công mà ông có được đều nhờ vào thường xuyên ứng dụng phương pháp đó. Dưới đây là nguyên văn lời tâm sự của ông. Đã bao năm qua, tôi giữ một quyển sổ ghi chép, một cuộc hẹn mà tôi phải thực hiện trong tuần. Gia đình tôi không bao giờ có kế hoạch nào cho tôi vào buổi tối thứ bảy, vì họ biết tôi luôn dành thời gian này cho quá trình khai sáng. Tự kiểm điểm và nhìn lại bản thân của mình. Sau khi ăn, tôi mở quyển lịch hẹn và suy nghĩ về mọi cuộc phỏng vấn, thảo luận và gặp gỡ đã diễn ra trong tuần và tự hỏi mình. Tôi đã phạm những sai lầm gì? Tôi đã làm được điều đúng và tôi có thể hoàn thiện hơn việc đó bằng cách nào? Tôi học được những bài học gì từ kinh nghiệm này? Tôi luôn cảm thấy rất khó chịu trong những lần tự kiểm hàng tuần đó và thường rất ngạc nhiên trước những lỗi lầm hay sơ suất ngu xuẩn của mình. Tuy nhiên, theo ngày tháng, những lỗi lầm này đã dần dần ít hẳn. Đôi khi tôi cũng có dịp tự khen thưởng mình khi không nhận thấy lỗi lầm nào. Cách tự phân tích và kiên định tự giáo dục liên tục từ năm này sang năm khác đã giúp ích cho tôi rất nhiều bất kỳ điều gì khác. Nó không chỉ giúp tôi nâng cao khả năng ra quyết định hiệu quả, mà còn giúp tôi rất nhiều trong mối quan hệ giao tiếp. Tôi không thể có lời khuyên nào tốt hơn như thế. Bạn cũng có thể dùng một hệ thống câu hỏi tương tự để kiểm tra cách ứng dụng những nguyên tắc được đề cập trong quyển sách này. Làm như vậy, bạn sẽ có hai điều lợi. Thứ nhất, bạn sẽ thấy mình tham dự vào một quá trình tự rèn luyện, tự học hỏi. Tuy vất vả nhưng rất có ý nghĩa và có giá trị lâu dài với bản thân. Thứ hai, bạn sẽ thấy khả năng ứng xử của mình với mọi người sẽ ngày càng hoàn thiện hơn. Bạn có thể dùng một cuốn sổ nhỏ để ghi lại diễn tiến những hiệu quả mà bạn đã ứng dụng từ quyển sách này. Bạn hãy ghi thật kỹ, cụ thể tên người, thời điểm và kết quả. Làm như thế sẽ thôi thúc bạn cố gắng hơn nữa. Những ghi chú này sẽ trở thành những kỷ niệm rất thú vị khi bạn ngẫu nhiên đọc lại nó trong một buổi tối thảnh thơi nào đó ở nhiều năm sau. Tóm lại, để đạt được hiệu quả tốt nhất từ quyển sách này, bạn nên phát triển niềm khao khát sâu sắc và mạnh mẽ là sẽ làm chủ cho bằng được những nguyên tắc kỳ diệu về cách ứng xử trong mối quan hệ giữa người với người. Đọc nhanh để nắm tổng quát và sau đó đọc từng chương thật kỹ trước khi đọc chương tiếp theo. Khi đọc, bạn nên thường xuyên dừng lại để chiêm nghiệm và tự hỏi làm thế nào để có thể ứng dụng từng nguyên tắc vào cuộc sống hàng ngày của mình. Gạch dưới mọi ý tưởng hay và quan trọng, đọc lại quyển sách này vào thời gian rảnh mỗi tháng, tận dụng mọi cơ hội để ứng dụng những nguyên tắc này. Hãy dùng quyển sách như một cẩm nang giúp bạn giải quyết những vấn đề hàng ngày. Tạo nên một trò chơi thú vị cho việc thực tập của mình bằng cách tặng một người thân nào đó một món quà nhỏ mỗi khi người ấy bắt gặp bạn vi phạm một trong những nguyên tắc đó. Mỗi tuần hãy kiểm tra lại những tiến bộ mà bạn đạt được, tự hỏi xem mình đã phạm những sai lầm gì, đạt được những tiến bộ gì, rút ra được những bài học gì cho tương lai. Ghi lại thời gian và cách thức cụ thể mà bạn đã ứng dụng những nguyên tắc này vào cuốn sổ nhỏ. Phần 1. Nghệ thuật ứng xử căn bản. Muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong. Ngày 7 tháng 5 năm 1931,
tiếng huyên náo và tiếng chân chạy rầm rập trên đường phố New York. Cảnh sát đang rượt đuổi một tên tội phạm nguy hiểm. Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực và quyết tâm, cảnh sát đã tóm được Clawley hai súng, một tên giết người hàng loạt, ngay tại nơi mà hắn không ngờ đến, nhà người yêu của hắn trên đại lộ West End. 150 cảnh sát và mật vụ bao quanh tòa nhà cao nhất, nơi hắn ẩn náu. Họ chọc thủng mái nhà, phun khói và bố trí cả súng máy tại các cửa sổ của những cao ốc xung quanh. Âm thanh chát chúa của những tràng súng máy và súng ngắn vang lên liên tục trong hơn một giờ đồng hồ. Bên trong căn phòng ở tầng cao nhất ấy, Glowley ẩn người sau những chiếc ghế bành độn bông dày, quyết liệt chống trả lực lượng cảnh sát bằng những tràng súng liên thanh. Nhưng cuối cùng, tên tội phạm có tài thiện xạ này cũng phải đầu hàng. Cảnh sát trưởng New York, ông E.B. Moroney nhấn mạnh rằng tên Glowley hai súng là một trong những tên tội phạm nguy hiểm và tàn ác nhất trong lịch sử tội phạm ở thành phố đông dân nhất người Mỹ này. Một điểm rất đáng lưu ý về con người của Glowley, chỉ một lý do cỏn con, thậm chí không cần có lý do nào hoặc đơn giản để giải sầu, hắn cũng có thể chĩa súng vào người khác và bóp cò. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của cảnh sát, riêng tên tội phạm máu lạnh này lại không nghĩ như thế. Khi bên ngoài cảnh sát tìm mọi cách để bắt hắn, thì trong phòng Clawley đang viết một bức thư còn dính vệt máu đỏ, và đây là những gì Clawley đã viết. Dưới lớp áo này là một trái tim mệt mỏi nhưng dịu dàng, một trái tim không hề làm tổn thương ai. Đọc những dòng này, ai cũng thấy lòng mình xúc động, nhưng sự thật lại trái ngược với những gì hắn viết. Chỉ vài giờ trước đó, Clawley đã nã súng vào một cảnh sát giao thông khi anh ấy chặn xe hắn để kiểm tra bằng lái. Khi viên cảnh sát ngã gục xuống, Clawley đã nhảy ra khỏi xe, chộp khẩu súng ngắn của nạn nhân và lạnh lùng bồi thêm một phát nữa vào thân hình đang run rẩy hấp hối. Clawley bị kết án tử hình trên ghế điện ở nhà tù Sing Sing. Hắn còn ngụy biện rằng phải chăng đây là sự trừng phạt mà tôi phải chịu vì đã giết người? Không, đây là sự trừng phạt mà tôi phải chịu chỉ vì tôi cần tự bảo vệ mình. Thật kỳ lạ là một kẻ thù ác rõ ràng như vậy lại không chịu nhìn nhận tội lỗi của mình. Tôi có trao đổi thư từ qua lại với Lewis Leeway, liên cai ngục nhà tù Sing Sing, là nơi giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất ở New York. Ông tâm sự, rất hiếm phạm nhân ở Sing Sing tự xem mình là người xấu. Họ nghĩ họ cũng là những con người bình thường như anh và tôi. Họ có thể kể cho anh nghe tại sao họ phá một két sắt hay nhanh tay bấm cò súng. Hầu hết bọn họ đều tìm cách đưa ra những lý do dối trá để bào chữa cho những hành vi phạm pháp và vô lương tâm của mình. Họ kiên quyết cho rằng không có lý do gì để bỏ tù họ cả. Nếu như A. Carbone hai súng và những tay anh chị thuộc các băng đảng xã hội đen không bao giờ thừa nhận tội ác tày trời của mình, thì liệu những con người bình thường có dễ dàng tự nhìn nhận những sai lầm hết sức đời thường của mình hay không? John Wanamaker, người sáng lập chuỗi cửa hàng bán lẻ mang tên ông, từng thừa nhận rằng, cách đây 30 năm, tôi hiểu rằng mắng nhiếc người khác là ngu ngốc. Tôi đã gặp nhiều rắc rối, tưởng như không thể chịu đựng được. Khi hiểu được một sự thật hiển nhiên là Thượng Đế trao cho mỗi người một đặc điểm riêng, không ai giống ai. Và chính vì vậy, tôi không thể đòi hỏi mọi người hành xử giống nhau và mọi người đều biết tự phê phán mình khi họ làm một điều gì đó không tốt. Quả là Wanamaker, tài ba đã sớm rút ra được bài học đó, trong khi tôi phải mất cả 1/3 thế kỷ mày mò tìm kiếm mới bắt đầu hiểu ra rằng có đến 99% trong chúng ta không bao giờ tự phê phán mình vì bất cứ điều gì, cho dù chúng ta có sai lầm đến đâu đi chăng nữa. Chỉ trích là vô bổ, nó chỉ gây ra thái độ chống đối và bào chữa. Chỉ trích còn có thể trở nên nguy hiểm vì nó chạm vào lòng kiêu hãnh, cố chấp của con người, gây tổn thương tới ý thức về tầm quan trọng của họ và kết cục chỉ tạo nên sự tức giận, căm thù. Chỉ trích còn gây phản ứng chối bỏ trách nhiệm, đồng thời phát sinh tâm lý chán nản và nhục chí trong khi lỗi lầm vẫn không được giải quyết. Skinner, nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới, đã chứng minh qua thực nghiệm rằng một con thú nuôi được khen vì hành vi tốt sẽ học nhanh và nhớ tốt hơn một con thú bị trừng phạt vì hành vi xấu. Những công trình nghiên cứu gần đây cho thấy phát hiện này cũng đúng với con người. Nhà tâm lý học lỗi lạc Seley cho biết nỗi sợ bị lên án ở con người cũng lớn như việc khát khao được tán thưởng. Johnson ở Ennis, Oklahoma là người phụ trách về an toàn lao động cho công nhân trong một công ty thiết kế. Trách nhiệm quan trọng của ông là làm sao các công nhân đội nón bảo hộ mỗi khi họ làm việc ở công trường. Ông kể lại rằng mỗi khi bắt gặp công nhân không đội nón bảo hộ, ông thường dùng quyền lực ép buộc họ phải tuân theo quy định. Họ miễn cưỡng chấp nhận, thế nhưng ngay khi ông quay lưng, họ lại cất nón đi.
Sau khóa huấn luyện tại trung tâm chúng tôi, ông quyết định thử một cách tiếp cận khác. Khi thấy một vài công nhân không đội nón bảo hộ, ông hỏi họ phải chăng chiếc nón không thích hợp hay có điều gì đó không ổn. Sau đó ông nhắc rằng khi làm việc họ nên đội nón bảo hộ để khỏi bị tổn thương hoặc gặp nguy hiểm khi có sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Kết quả là số công nhân chấp nhận đội nón đã tăng lên mà không có sự phản đối hay thái độ khó chịu nào nảy sinh. Có thể dễ dàng tìm thấy vô số thất bại do tính cách hay phê phán chỉ trích của con người trong suốt chiều dài lịch sử của mọi dân tộc. Bản chất con người là thế, những kẻ gây ác, chê trách người khác, không bao giờ tự chê trách và nhìn lại mình. Và những lời chỉ trích giống như chim bồ câu đưa thư, bao giờ cũng quay trở về nơi xuất phát. Có một điều rất nguy hiểm là những người mà ta chỉ trích lên án chắc chắn sẽ tìm lý lẽ để tự biện hộ cho mình và kết án ngược lại chúng ta. Vào buổi sáng ngày 15 tháng 4 năm 1865, Tổng thống Lincoln bị John Booth thảm sát trong căn phòng của một nhà trọ bình dân đối diện với con đường đi từ nhà hát Fox. Nhìn Lincoln bằng ánh mắt kính trọng lẫn tiếc thương sâu sắc, Bộ trưởng Quốc phòng Stanton thốt lên rằng đây là nhà lãnh đạo tuyệt vời nhất của thế giới từ cổ chí kim. Bí quyết nào đã tạo nên những thành công của Lincoln trong vai trò lãnh đạo như thế? Theo tôi, chính cách ông đối nhân xử thế với mọi người đã giúp ông nhận được những tình cảm đặc biệt và lòng tin yêu hết mình của họ. Tuy nhiên, tính cách đó không phải do trời phú, mà chính là do ông rèn luyện mà có. Ít ai biết rằng trước đây, anh chàng Lincoln khi còn ở thung lũng Creek, bang Indiana, không chỉ thích chỉ trích cay nghiệt mà còn thường viết những bức thư và bài thơ chế nhạo người khác rồi rải ra đường cho mọi người cùng đọc. Cũng ít ai biết rằng luật sư xuất sắc Lincoln ở Springfield rất hay phê phán công khai đối thủ của mình bằng các bài viết đăng trên những tạp chí địa phương. Sự kiêu ngạo và ngông cuồng đó có thể sẽ kéo dài hơn nữa nếu như không có một ngày. Đó là một ngày mùa thu năm 1842, chàng trai trẻ hiếu thắng đã chế giễu một chính khách kiêu ngạo tên là James Shields bằng một bài viết không ký tên và đăng trên tạp chí Springfield. Cả thành phố cười nhạo James, thế là James sục sôi căm phẫn, bằng mọi giá ông ta phải tìm cho ra kẻ viết bài báo nọ. Ông phi ngựa đuổi theo Lincoln và ném găng tay thách Lincoln đấu kiếm vì danh dự. Lincoln không thích đấu kiếm, thậm chí ông đã từng đấu tranh chống lại hủ tục này, nhưng trong hoàn cảnh đó ông không thể tránh né nếu muốn bảo toàn danh dự. Lincoln được phép chọn vũ khí, vì có cánh tay rất dài nên ông chọn thanh trường kiếm của kỵ binh và học đấu kiếm cấp tốc từ một người bạn tốt nghiệp trường West Point. Đến hẹn, ông và James ra một bãi cát bên sông Mississippi. May mắn thay, vào phút cuối, những người giúp việc của họ đã giúp hai cái đầu đang hừng hực sát khí hiểu ra mọi việc và chấm dứt cuộc đọ kiếm một mất một còn. Chỉ đến khi đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết của chính mình và người khác, Lincoln mới thấy trải nghiệm đó khủng khiếp như thế nào. Cuộc đấu kiếm chết người bất thành đó đã dạy cho ông một bài học vô giá về cách cư xử với người khác. Từ đó trở đi, Lincoln không bao giờ viết thư lăng mạ bất kỳ ai, không bao giờ chế nhạo ai và gần như không bao giờ chỉ trích ai về bất cứ điều gì nữa. Trong suốt cuộc nội chiến ở Mỹ, Lincoln đã từng đề cử các viên tướng ở McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade, cầm đầu đạo quân Potomac. Mỗi vị tướng đều từng phạm những sai lầm khủng khiếp khiến cho Lincoln nhiều lần rơi vào tình thế tuyệt vọng. Một nửa đất nước kịch liệt lên án những viên tướng bất tài này. Chỉ riêng Lincoln luôn tỏ thiện chí và không hề chỉ trích bất kỳ ai trong số họ. Một trong những câu ông thường hay nói là chúng ta không nên kết án người khác để chính mình không bị kết án. Khi bà Lincoln và nội các của ông lên án gay gắt người dân miền Nam, Lincoln đã khuyên rằng đừng chỉ trích họ, vì có thể chúng ta cũng sẽ hành xử như thế nếu trong hoàn cảnh tương tự. Có đôi lần suýt nữa chính Lincoln cũng lên tiếng chỉ trích người khác, nhưng ông đã không chỉ trích, mặc dù ông hoàn toàn có lý do chính đáng để làm điều đó. Trận Gettysburg diễn ra trong 3 ngày đầu tháng 7 năm 1863. Đêm ngày 4 tháng 7, tướng Lee thuộc quân đội miền Nam bắt đầu rút quân về phía Nam trong khi cơn bão mang đến những trận mưa như trút nước. Phía trước ông và đoàn quân bại trận là dòng sông Potomac đang thét gào, nước cuồn cuộn sủi bọt trắng xóa. Phía sau là một đạo quân liên minh chiến thắng đang rượt đuổi. Lee bị kẹt ở giữa và hầu như không còn đường thoát. Từ bộ chỉ huy, Lincoln lập tức nhận ra đây là cơ hội vàng để bắt gọn đạo quân của tướng Lee và chấm dứt chiến tranh. Thế là Lincoln ra lệnh cho tướng Meade ngừng triệu tập hội đồng chiến tranh mà lập tức lên đường tấn công Lee.
Lincoln đã chuyển lệnh bằng điện tín và sau đó còn cử một đặc phái viên đến gặp Meador, yêu cầu phải hành động ngay lập tức. Nhưng tướng Meador đã làm gì? Ông ta làm ngược lại lệnh của Tổng thống, triệu tập cuộc họp hội đồng chiến tranh. Không chỉ có vậy, ông ta còn do dự kéo dài thời gian, rồi đánh điện tín từ chối mệnh lệnh của Lincoln. Sáng hôm sau nước rút, tướng Lee vượt sông Potomac với lực lượng toàn vẹn. Lincoln tức giận điên người, ông gào lên với Robert, con trai của mình: trời ơi, cha không thể hiểu nổi, chúng ta chỉ cần chia tay ra là tóm gọn tất cả. Vậy mà tất cả những gì cha nói và làm đều không thể khiến cho quân đội tấn công ngay vào kẻ địch. Trong khi hoàn cảnh thuận lợi đó, bất kỳ viên tướng nào cũng có thể đánh bại Lee nếu có cha ở đó. Có lẽ cha đã đánh tướng Meadow ngay một trận. Trong nỗi cay đắng và thất vọng tột cùng, Lincoln viết thư cho Meadow. Thời kỳ này, Lincoln cực kỳ bảo thủ và rất khó thay đổi suy nghĩ của mình. Chính vì thế, bức thư Lincoln viết cho Meadow vào năm 1863 dưới đầy những lời lẽ trách móc nặng nề nhất. Tướng quân thân mến, tôi không tin ông không nhận ra hiểm họa trong việc để Lee chạy thoát vừa rồi. Ông ta gần như đã nằm gọn trong tay của chúng ta, và nếu bắt được Lee, cuộc nội chiến này có thể đã kết thúc. Thế mà, ông đã để vụt mất cơ hội ngàn vàng, và cuộc chiến tranh này không biết sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Nếu thứ hai tuần trước ông không thể chiến thắng Lee trong những điều kiện thuận lợi như thế, thì bây giờ và về sau, ông có thể làm điều gì để tấn công được Lee ở phía nam con sông, trong khi ông chỉ có 2/3 lực lượng mà ông đã từng có? Chẳng có lý do gì tôi có thể hy vọng ông xoay chuyển được tình hình. Ông đã hoàn toàn đánh mất cơ hội ngàn năm có một. Tôi không thể diễn tả được nỗi thất vọng và tức giận của tôi lúc này đối với ông. Các bạn nghĩ Meadow đã làm gì khi đọc bức thư này? Meadow đã không làm gì cả, vì ông ta không bao giờ đọc bức thư đó. Đơn giản bởi vì Lincoln đã không gửi nó đi. Người ta tìm thấy nó trong những tập hồ sơ của Lincoln sau khi ông qua đời. Theo phỏng đoán của tôi, chỉ là phỏng đoán thôi, sau khi viết bức thư này, Lincoln đã nhìn ra ngoài cửa sổ và nhẹ nhàng tự nhủ. Khoan đã, có thể mình không nên vội vã như vậy. Chẳng có gì khi ta ngồi ở đây, trong cảnh bình yên của Nhà Trắng để ra lệnh cho Meadow tấn công. Nhưng giả sử ta đang ở Gettysburg, tận mắt nhìn thấy cảnh máu đổ kinh hoàng như Meadow đã nhìn thấy, tai nghe tiếng la thét của các đồng đội đang hấp hối như Meadow đã nghe, thì có lẽ ta cũng sẽ không còn muốn tấn công nữa. Và hơn nữa, nếu như ta có tính nhút nhát do dự của Meadow, có lẽ ta sẽ làm đúng như điều ông ta đã làm. Dẫu sao, sự việc đã rồi, nước đã chảy qua cầu. Nếu bức thư này được gửi đi, ta sẽ hạ giận phần nào, nhưng Meadow có thể tìm cách tự bào chữa hoặc quay lại kết án ta. Điều đó sẽ gây ra những phản ứng tiêu cực, cản trở tài năng của Meadow với tư cách là tổng tư lệnh, và biết đâu tai hại hơn nữa là vì thế mà ông ta có thể bị buộc tội phải rời khỏi quân đội. Đây là một sai lầm rõ ràng và chắc chắn Meadow sẽ tự nhận ra sau này. Có lẽ vì những suy nghĩ như vậy mà Lincoln gạt bức thư qua một bên. Ông đã học từ kinh nghiệm cay đắng rằng những lời phê phán và chỉ trích gay gắt hầu như bao giờ cũng mang đến kết quả tiêu cực. Theodore Roosevelt kể lại rằng khi phải đối diện với những vấn đề rắc rối, ông thường ngã người ra ghế và ngước nhìn bức chân dung khổ lớn của Lincoln treo trong phòng làm việc của mình ở Nhà Trắng, rồi tự hỏi: Lincoln sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Ông sẽ giải quyết vấn đề như thế nào? Đại văn hào Master One đã từng có lần viết thư cho một người đàn ông làm cho ông tức điên rằng điều mà anh cần làm lúc này là một giấy phép để tự mai táng. Anh chỉ cần thông báo, tôi sẽ lo được ngay. Một lần khác, ông viết thư cho một nhà xuất bản về việc người sửa bản in muốn chỉnh sửa lỗi chính tả và chấm câu của ông. Sau này đừng có mà sửa gì trên những tác phẩm của tôi, và bảo tay sửa bản thảo ấy hãy giữ lại những ý tưởng điên rồ trong cái đầu tệ hại của hắn cho đến khi hắn chết đi. Việc viết những bức thư nặng tính, chỉ trích mỉa mai thậm chí như thế đã làm cho Master One cảm thấy dễ chịu hơn. Những lời lẽ cay nghiệt đó giúp ông giải tỏa được cơn giận. Nhưng may mắn là chúng không gây thiệt hại, bởi một điều đơn giản là phu nhân của Master One đã kín đáo giữ tất cả chúng lại. Những lá thư đó không bao giờ đến tay của người giận. Có người nào bạn muốn họ thay đổi và sửa mình để tiến bộ hơn không? Tôi hoàn toàn ủng hộ việc này. Nhưng tại sao lại không bắt đầu từ bản thân của mình? Thay đổi chính mình là một việc có ích và thực tế hơn nhiều với việc thay đổi người khác, và khả năng thành công cũng cao hơn rất nhiều. Khổng Tử từng nói, đừng chỉ trích mái nhà hàng xóm nhiều tuyết, trong khi nhà của mình lại không sạch. Nếu như bạn muốn bị ai đó oán hờn dai dẳng hàng chục năm trời, và thậm chí có khi đến lúc chết, bạn vẫn còn bị thù hận, thì hãy tặng cho người ấy những lời phê phán, chỉ trích cay độc.
cho dù bạn biết chắc chắn những lời chỉ trích đó là đúng. Thực ra, con người rất hiếm khi suy xét đúng sai rõ ràng bằng lý trí. Con người thường hay hành xử theo cảm xúc, thành kiến và nhất là cộng thêm lòng kiêu hãnh vốn có của mình. Lối chỉ trích gay gắt đã khiến cho Thomas Hardy, là một trong những tiểu thuyết gia lừng lẫy của văn học Anh, phải vĩnh viễn từ bỏ việc viết tiểu thuyết. Cách phê bình cực đoan cũng từng đẩy Thomas Chatterton, nhà thơ Anh, đến chỗ tự sát. Benjamin Franklin là một người thô lỗ khi còn trẻ, đã trở thành một nhà ngoại giao tài năng đến mức được chọn làm đại sứ Mỹ ở Pháp. Khi được hỏi về bí quyết thành công, ông đáp, tôi không nói xấu ai, mà chỉ nói những điều tốt đẹp tôi từng biết về họ. Bất cứ người thiếu suy nghĩ nào cũng có thể chỉ trích, oán trách và than phiền người khác, vào hết những người thiếu suy nghĩ đều làm như thế. Nhưng phải là người biết tự chủ và có một tâm hồn bao dung rộng lượng mới có thể hiểu và biết tha thứ cho người khác được. Vĩ nhân thường biểu lộ sự vĩ đại của mình trong cách đối xử với con người nhỏ bé. Câu chuyện dưới đây là một minh chứng cụ thể. Bob Hauer là phi công lái máy bay trình diễn nổi tiếng ở Mỹ. Trong một lần bay thử, khi ông vừa cất cánh và lấy lượt độ cao, thì cả hai động cơ của chiếc máy bay đột ngột ngừng hoạt động. Nhờ kinh nghiệm và tài năng khéo léo, ông đã đưa được máy bay đáp xuống đất. Mặc dù không có thiệt hại về nhân mạng, nhưng chiếc máy bay gần như hư hỏng hoàn toàn. Hành động đầu tiên của Hauer sau khi đáp khẩn cấp là kiểm tra bình nhiên liệu của máy bay. Đúng như điều ông ta đã phỏng đoán, bình xăng của chiếc máy bay cánh quạt thời Thế chiến thứ hai không hề chứa xăng mà thay vào đó là đầy dầu phản lực. Sở dĩ máy bay khởi động lúc đầu được là nhờ phần xăng còn sót lại. Sau khi trở về sân bay, ông lập tức đi tìm người thợ máy đã phục vụ máy bay của ông. Anh chàng thợ máy trẻ tuổi đang lo sợ và hối hận đến mức gần như cuồng trí. Khi Hauer đến gần, gương mặt thất thần và hoảng sợ của anh ta dàn dụa trước mắt. Anh ta biết mình vừa gây nên một lỗi lầm không thể tha thứ, làm hỏng một chiếc máy bay rất đắt tiền và suýt chút nữa đã giết chết ba mạng người. Người ta có thể tưởng tượng một cơn nổi giận lôi đình và những lời mắng nhiếc thậm tệ từ người phi công tài ba đầy lòng kiêu hãnh, sắp sửa trút xuống người thợ máy đó. Như không, Hauer đã dùng đôi tay to lớn của mình ôm choàng vai người thợ máy và nói, tôi tin chắc rằng anh sẽ không bao giờ lặp lại sai sót này nữa. Để minh chứng cho lòng tin của tôi đối với anh, tôi muốn rằng sáng mai anh tiếp tục chuẩn bị cho chiếc F-51 của tôi. Tôi tin rằng bạn có thể hình dung sự xúc động và cảm kích vô bờ bến của người thợ máy đối với Hauer sau nghĩa cử bao dung đó. Cha mẹ thường có xu hướng trách mắng con cái, tuy nhiên trước khi bạn la mắng con mình lần sau, xin hãy đọc bài Cha đã quên. Bài viết này xuất hiện lần đầu trong tờ báo People Home Journal. Cha đã quên là một sáng tác ngắn viết ra trong giây phút cảm xúc chân thành, tác động mạnh mẽ vào nhiều độc giả đến mức được yêu cầu in lại hàng năm. Ngay sau khi xuất bản lần đầu, bài viết nổi tiếng này đã được đăng trên khắp các tờ báo nước Mỹ. Được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, được truyền bá rộng rãi trong các trường học, nhà thờ, trên các diễn đàn và đã phát trong vô số chương trình truyền thanh truyền hình. Một điều khá thú vị là các tạp chí định kỳ của nhiều trường, trung học và cao đẳng cũng sử dụng bài viết này. Đôi khi một điều nhỏ bé cũng có thể tạo nên những ảnh hưởng lớn lao kỳ diệu. Bài viết này thực sự đã tạo nên một phép lạ đối với những bậc cha mẹ trong gia đình. Cha đã quên. Livingston Lanes, con trai yêu quý, con hãy nghe những lời ân hận của cha đây. Cha đã lẻn vào phòng con khi con đang chìm vào giấc ngủ của trẻ thơ. Nhìn kìa, một tay con đặt dưới gò má, những lọn tóc hung đẫm mồ hôi bám chặt vào vầng trán ẩm ướt của con. Chỉ cách đây vài phút thôi, khi cha ngồi trong phòng đọc sách và xem lại bài viết của mình, nỗi hối hận chợt dâng ngập hồn cha, và cha đã chạy ngay đến phòng con để nói lời xin lỗi. Con ơi, cha đã tức giận, quát mắng con khi cầm khăn lau mặt qua quýt trong lúc thay quần áo đi học. Lúc con để đôi giày dơ bẩn hay thấy con vứt vật dụng lung tung trong nhà. Cha luôn chăm chăm nhìn thấy toàn là lỗi lầm của con. Buổi sáng cha thấy con không ngăn nắp khi ngủ dậy, lại còn ăn uống vội vàng và lấy một lúc quá nhiều thức ăn vào đĩa. Vì chỉ nhìn thấy lỗi lầm nên khi con chào cha xin phép ra ngoài chơi, cha chỉ cau mày và trả lời cọc lóc không chút thiện cảm. Liệu mà về sớm đấy. Buổi chiều cha cũng rất tức giận với những sơ suất của con. Khi thấy đôi vớ của con rách, cha đã làm con phải mất mặt trước bao nhiêu bạn bè khi lôi con về nhà. Con thật sự đã làm cha rất giận dữ. Vì đã không tiết kiệm, không chịu giữ gìn những món đồ mà cha đã phải vất vả làm việc và dành dụm mua cho con. Khi cha đang đọc báo, con rụt rè bước tới ngước nhìn cha với ánh mắt ngây thơ trong sáng. Cha lại quát lên, mày muốn cái gì? Và trái tim cha đã thực sự xúc động biết dường nào khi con chỉ im lặng chạy đến vòng đôi tay bé bỏng, ôm cổ cha thật chặt,
với tất cả tình yêu thương trìu mến, rồi lại chạy biến mất. Con thương yêu, con có biết không, tờ báo đã rời khỏi tay cha trong yên lặng và một nỗi sợ hãi, lẫn đau xót, nghẹn ngào xâm chiếm cõi lòng cha. Cha đã làm gì thế này? Cha đã biến mình thành một con người suốt ngày chỉ xăm soi tội lỗi của con mình. Một người cha chỉ toàn tìm kiếm những cái xấu của con để chê trách. Và đây lại là phần thưởng mà cha dành cho con như một đứa trẻ hay sao? Cha chỉ muốn con phải thế này, thế kia. Cha chỉ muốn con phải cư xử như người lớn. Cha đã đo con bằng cây thước dành cho một người trưởng thành, bằng cả những năm tháng tuổi đời và sự trải nghiệm già dặn của cha. Con yêu của cha, trong khi cha nhìn con bằng đôi mắt già cỗi và muộn phiền, đầy thành kiến soi mói ấy, cha chẳng thèm biết đến những cái tốt, điều hay và sự chân thành hồn nhiên trong tư chất của con. Trái tim nhỏ bé của con đồng ấm và to lớn như ánh rạng đông đang tặng bao nhiêu tia nắng ấm cho những ngọn đồi bao la. Con đã hồn nhiên lao vào hôn cha, ngủ ngon mà không hề vướng bận việc cha đã la mắng con cả ngày và hằn học với con vì những lý do không chính đáng. Con yêu quý, cha không thể đợi thêm nữa, cha phải nhanh chóng bước đến bên con, quỳ xuống cạnh chiếc giường nhỏ bé và nhìn gương mặt thơ ngây của con trong giấc ngủ với một niềm ân hận vô cùng. Có thể con còn quá bé bỏng để hiểu được những cảm xúc đang dâng tràn trong lòng cha. Cha hứa với con ngay từ phút giây này cha sẽ trở lại là người cha đích thực và luôn biết trân trọng tình yêu của con ngay cả trong những giây phút nóng giận bừng bừng. Cha sẽ là người bạn trung thành của con. Sẽ đau khổ khi con gặp bất hạnh, sẽ vui cười khi con gặp may mắn sung sướng. Cha sẽ cắn chặt môi để không thốt ra những lời gắt gỏng mỗi khi con quỷ giận dữ trỗi dậy trong lòng cha. Cha sẽ tự bảo mình rằng con vẫn còn bé bỏng lắm. Hình như cha đã nhìn thấy đứa con thơ dại của cha như nhìn một con người trưởng thành thực sự. Giờ đây, nhìn con cuộn mình trong chăn và mệt mỏi ngủ yên trên chiếc giường bé xíu, cha chợt nhận ra rằng con chỉ là một đứa trẻ thơ ngây. Sáng sáng, con vẫn nũng nịu trong vòng tay trìu mến của mẹ. Mái tóc tơ mềm mại của con còn vướng víu trên bờ vai mẹ, cần được che chở trong cảm giác được yêu thương. Vậy mà, cha đã đòi hỏi ở con quá nhiều. Tôi đã đọc bài viết này rất nhiều lần mà lúc nào cũng nguyên vẹn cảm xúc như lần đầu tiên. Rồi tôi tự hỏi đã bao nhiêu lần trong đời tôi cũng giận dữ vô cớ với những người xung quanh. Hãy cảm thông, thấu hiểu mọi người thay vì oán trách họ. Hãy đặt mình vào vị trí của họ để hiểu tại sao họ lại có những hành xử như vậy. Biết mọi thứ cũng có nghĩa là tha thứ mọi thứ. Như tiến sĩ Johnson nói, ngay cả Chúa Trời còn không xét đoán một người cho đến phút cuối cùng của cuộc đời họ. Vậy thì tại sao bạn và tôi lại làm điều đó? Những người bạn gặp trên đường đời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Dù tốt hay xấu, họ cũng tặng bạn những kinh nghiệm sống hết sức tuyệt vời. Chính vì thế, đừng nên lên án, chỉ trích hay than phiền ai cả. Thậm chí nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội hay lợi dụng lòng tốt của bạn, thì xin hãy tha thứ cho họ. Bởi vì có thể chính nhờ họ mà bạn học được những cách khoan dung. Chỉ trích một người là việc không khó, vượt lên trên sự phán xét ấy để cư xử rộng lượng, vị tha mới là điều đáng tự hào. Nguyên tắc 1, không chỉ trích, oán trách hay than phiền. Bí mật lớn nhất trong phép ứng xử. Chỉ có một cách hiệu quả nhất để khiến một người thực hiện điều ta mong muốn. Và hãy luôn nhớ rằng không có cách nào khác nếu chúng ta một tay giật tóc, tay kia dí súng vào đầu của một người nào đó và thét lớn: có bao nhiêu tài sản hãy đưa hết cho ta. Vênh mặt câu có và thách thức nhân viên của mình: nếu không làm việc chăm chỉ tôi sẽ đuổi việc anh ngay lập tức. Nhìn ra ngoài kia mà xem, biết bao nhiêu người muốn làm nhân viên của tôi đấy. Cầm một cây roi mây to và quát con trai: đồ ngu, nếu mày còn ham chơi làm dơ bẩn áo quần, tao sẽ cho mày 100 roi. Chúng ta cũng thử hình dung chuyện gì sẽ xảy ra trong 3 trường hợp trên. Mẫu số chung của cả 3 trường hợp trên là những người bị chúng ta đe dọa sẽ làm theo những gì được yêu cầu, nhưng quan trọng hơn cả là họ sẽ làm với sự chịu đựng, khó chịu, cau có và phẫn uất. Trong trường hợp xấu hơn nữa là họ có thể làm ngược lại. Người bị dí súng có thể quật lại người có súng, nhân viên sẽ siêng năng trước mặt và dối trá sau lưng hoặc đi tìm một chỗ khác làm, có ông chủ cư xử tốt hơn. Có đứa bé thì sẽ vẫn trốn đi chơi và sau đó sẽ lẻn về nhà tắm rửa tươm tất trước khi bạn kịp phát hiện ra nó đã không nghe lời. Thay vì cưỡng bức người khác phải làm theo ý mình, cách đơn giản hơn có thể khiến người khác làm bất cứ điều gì là hãy để cho họ làm điều họ muốn.
Nhà phân tâm học lừng danh Simon Freud nói rằng mọi hành động của con người đều xuất phát từ hai động cơ, niềm kiêu hãnh của giới tính và sự khao khát được là người quan trọng. John Dewey là một trong những nhà triết học sâu sắc nhất của nước Mỹ, lại có cách nhìn hơi khác một chút. Động cơ thúc đẩy sâu sắc nhất trong bản chất của con người là sự khao khát được thể hiện mình. Vậy bạn khao khát điều gì cho mình? Những đòi hỏi mãnh liệt nào đang bùng cháy trong bạn? Hầu hết mọi người chúng ta đều mong muốn những điều sau đây: có được sức khỏe tốt và một cuộc sống bình an, có những món ăn mình thích, có giấc ngủ ngon, có đầy đủ tiền bạc và tiện nghi vật chất, có cuộc sống tốt đẹp ở kiếp sau, được thỏa mãn trong cuộc sống tình dục, con cái khỏe mạnh, học giỏi, có cảm giác mình là người quan trọng. Hầu hết mọi ước muốn này thường được thỏa mãn, chỉ trừ một điều mà điều ấy cũng sâu sắc, cấp bách như thức ăn hay giấc ngủ, nhưng lại ít khi được thỏa mãn. Đó là điều mà Freud gọi là sự khao khát được là người quan trọng, hay là sự khao khát được thể hiện mình mà Dewey có nhắc tới. Tổng thống Lincoln viết: mọi người đều thích được khen ngợi, còn William James thì tin rằng nguyên tắc sâu sắc nhất trong bản tính con người đó là sự thèm khát được tán thưởng, không phải chỉ là mong muốn hay khao khát mà là sự thèm khát được tán thưởng. Sự thèm khát diễn tả một nỗi khao khát dai dẳng mà không được thỏa mãn. Và những ai có khả năng thỏa mãn được sự thèm khát này là một cách chân thành, thì người đó sẽ kiểm soát được những hành vi của người khác. Sự khao khát được cảm thấy mình quan trọng là một trong những khác biệt chủ yếu nhất giữa con người và những sinh vật khác. Khi tôi còn là một cậu bé ở vùng quê Missouri, cha tôi có nuôi những con heo giống ngộ nghĩnh thuộc nòi mặt trắng. Chúng tôi thường mang những chú heo này và những gia súc khác đến triển lãm ở hội chợ đồng quê, cũng như các cuộc triển lãm gia súc khắp vùng quê West. Chúng tôi luôn đứng đầu trong các cuộc thi với giải thưởng là những dải băng màu lam. Cha tôi thường gắn những dải băng này trên một tấm vải mỏng màu trắng khi bạn bè hay khách khứa đến thăm nhà. Cha tôi thường mở miếng vải ra khoe, ông cầm một đầu và tôi cầm đầu kia. Rồi ông kể chi tiết với mọi người về từng giải thưởng với niềm tự hào ánh lên trong mắt. Những chú heo chẳng hề quan tâm đến các giải thưởng mà chúng đã giành được, nhưng cha tôi thì có. Những phần thưởng này khiến ông cảm thấy mình quan trọng. Nếu như tổ tiên chúng ta không có sự khao khát cháy bỏng là cảm thấy mình quan trọng, thì sẽ không bao giờ có được nền văn minh độc đáo, và loài người chúng ta ngày nay chẳng hơn gì những loài động vật khác. Chính sự khao khát được thấy mình quan trọng đã khiến một nhân viên bán tạp hóa ít học, nghèo khổ, chịu khó nghiên cứu những quyển sách luật cũ kỹ mà cậu tình cờ tìm thấy được dưới đáy một thùng đựng đồ lặt vặt, cậu mua lại với giá 50 xu. Có lẽ các bạn đã nghe nói đến tên của anh chàng bán tạp hóa này rồi, tên anh ta là Lincoln. Và cũng chính sự khao khát cảm thấy mình quan trọng đã thúc đẩy Charles Dickens viết nên những tiểu thuyết bất hủ. Sự khao khát này cũng là động lực để Christopher Wren viết những bản giao hưởng của mình lên đá. Và chính sự khao khát ấy cũng đã giúp cho Rockefeller kiếm được hàng triệu đô la mà hầu như ông chẳng cần dùng đến một đồng trong số đó. Khi chúng ta mặc quần áo thời trang, dùng hàng hiệu, đi những chiếc xe thời thượng, dùng điện thoại di động sành điệu, kể về những đứa con thông minh, chính là lúc chúng ta thể hiện sự khao khát được tỏ ra quan trọng trước mọi người. Tuy nhiên, nỗi khao khát này cũng có mặt trái của nó. Không ít thanh niên gia nhập các băng nhóm, tham gia những hoạt động tội phạm, sử dụng heroin và thuốc lắc như để khẳng định mình, để được xã hội nhìn họ như những siêu nhân. Munsonay, ủy viên cảnh sát New York cho biết, hầu hết những tội phạm trẻ tuổi đều thể hiện cái tôi rất lớn. Yêu cầu đầu tiên của chúng sau khi bị bắt giam là đòi xem những tờ báo tường thuật về chuyện của chúng như thế nào. Chính cách mỗi người thể hiện sự quan trọng của mình nói lên rất rõ tính cách thật của họ. John Rockefeller tìm được cảm giác về tầm quan trọng của mình bằng cách đóng góp tiền để dựng nên một bệnh viện hiện đại tại Bắc Kinh để chữa cho những hàng triệu người nghèo mà ông chưa bao giờ gặp và cũng chưa hề có ý định gặp. Dillinger thích có được cảm giác về tầm quan trọng của mình bằng cách giết người cướp của. Khi bị FBI, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, săn đuổi, hắn ta đã lao vào một trang trại ở Minnesota và dõng dạc tuyên bố: "Ta chính là Dillinger", với niềm tự hào không cần giấu giếm. Thực ra đây là một yếu tố rất người. Gần như ai cũng như thế, nếu như không thật sự khát khao là người quan trọng, một thuộc tính của con người, có lẽ nhiều người sẽ kinh ngạc khi biết rằng ngay cả những nhân vật nổi tiếng nhất, những con người được tôn vinh nhất trong lịch sử loài người cũng như thế. Người ta có thể ngạc nhiên tự hỏi vì sao người vĩ đại như George Washington cũng muốn được gọi là Đức Ngài Tổng thống Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ.
người ta lại thắc mắc tại sao một con người tài trí như Christopher Columbus cũng muốn được có danh hiệu Thủy sư Đô đốc Đại dương và Phó vương Ấn Độ. Và người ta sẽ càng ngạc nhiên hơn nữa nếu biết rằng nữ hoàng Catherine vĩ đại không chịu mở bất kỳ bức thư nào nếu không có lời đề nghị bên ngoài kính gửi nữ hoàng quyền uy. Các nhà tỷ phú chỉ đồng ý tài trợ cho cuộc viễn chinh của Thủy sư Đô đốc Bill đến Nam Cực năm 1928 với yêu cầu duy nhất là tên của họ phải được đặt cho những dãy núi băng ở đó. Victor Hugo không khao khát gì hơn là thành phố Paris được đổi tên của ông. Ngay cả khi Shakespeare, người được mệnh danh là người vĩ đại nhất trong số những người vĩ đại, cũng muốn làm vẻ vang thêm tên tuổi của mình bằng cách xin hoàng gia ban cho một tước hiệu quý tộc. Đôi khi có những người tự biến mình thành tàn tật để có được sự thương hại, sự quan tâm của người khác, để cảm thấy mình quan trọng. Đệ nhất phu nhân MC Kinlan tìm cảm giác quan trọng bằng cách bắt chồng bà Tổng thống William MC Kinlan của Mỹ mỗi ngày phải tạm gác lại việc quốc chính và một vài giờ để ở bên giường bà và ru bà ngủ. Bà nuôi dưỡng khao khát cháy bỏng, được mọi người chú ý bằng cách yêu cầu ông phải ở bên bà ngay cả khi bà đã khám răng. Có lần bà đã làm ầm ĩ khi ông dám để bà một mình với nha sĩ vì phải tham dự một cuộc họp quan trọng với Bộ trưởng Ngoại giao. Nhà văn Marie Robert Reinhart có lần kể tôi nghe về một cô gái thông minh và mạnh khỏe đã trở nên bệnh tật chỉ vì muốn được có cảm giác mình quan trọng. Bà Reinhart kể, cô ta nằm lì trên giường suốt 10 năm ròng, để người mẹ già phải vất vả lên xuống 3 tầng lầu phục dịch cô mỗi ngày. Một hôm người mẹ già mệt mỏi đổ bệnh và sau đó qua đời. Trong vài tuần kế đó, cô ta mới ốm liệt giường thực sự. Nhưng rồi cô ta nhanh chóng hồi phục và bắt đầu cuộc sống khỏe mạnh bình thường như chưa bao giờ ngã bệnh. Thậm chí người ta có thể hóa điên để tìm trong cơn điên cái cảm giác là người quan trọng, điều mà họ không thể có được trong thế giới trần trụi này. Không ít người mãi mê chiến đấu trong các trò chơi vi tính để biến mình thành anh hùng hảo hán, trong khi ngoài đời thực họ chỉ là những con người bình thường không vai vế, không địa vị xã hội. Một vị bác sĩ trưởng khoa thần kinh của một bệnh viện tâm thần uy tín nhất nước Mỹ quả quyết rằng nhiều bệnh nhân đã tìm thấy trong thế giới điên rồ cái cảm giác trở thành một nhân vật quan trọng mà họ không thể có được trong đời thực. Ông kể cho tôi nghe câu chuyện sau. Gần đây tôi có một nữ bệnh nhân gặp bi kịch gia đình. Cô ấy muốn được quan tâm, muốn được ân ái yêu thương. Cô muốn có con cái và có uy tín xã hội, nhưng cuộc sống thực tế đã chà đạp lên tất cả những ước muốn của cô. Chồng cô không yêu cô, anh ta thậm chí không chịu ngồi ăn cùng, mà bắt cô phải phục vụ bữa ăn cho anh ta trong một căn phòng trên gác. Cô không có con, cũng không có địa vị xã hội gì cả. Kết quả là cô bị bệnh tâm thần. Trong tưởng tượng của cô thấy mình đã bị chồng ly dị, trở lại là một người tự do, rồi sau đó cô lại nghĩ rằng mình đã lấy được một người thuộc dòng dõi quý tộc Anh và nhấn mạnh việc mình được gọi là phu nhân Smith. Hơn thế nữa, cô còn hình dung mỗi tối cô có thêm một đứa con. Mỗi lần tôi đến thăm, cô đều nói, thưa bác sĩ, tối qua tôi vừa sinh con. Cuộc sống đã đẩy mọi con tàu mơ ước của cô va vào những tảng đá sắc cạnh của thực tế. Nhưng tại những hòn đảo tràn ngập ánh nắng của trí tưởng tượng điên rồ, con tàu mơ ước ấy đã cập bến với cánh buồm phất phới hoang ca trong gió. Vị bác sĩ khẳng định với tôi, nếu như chỉ cần giơ tay ra là có thể chữa lành căn bệnh cho cô ấy, tôi cũng sẽ làm. Sống như thế này, cô ấy hạnh phúc hơn nhiều. Nếu một vài người khao khát đến mức hóa điên để có được cảm giác mình là người quan trọng thì bạn hãy hình dung xem. Phép màu nào sẽ giúp cho bạn và tôi có được điều đó mà không phải đến miệng điên rồ của trí tưởng tượng. Một trong những người đầu tiên ở Mỹ được trả lương thiện 1 triệu đô la mỗi năm là Charles. Thời mà nước Mỹ chưa có thuế thu nhập cá nhân và một người được xem là giàu có khi mỗi tuần kiếm được 50 đô la. Ông đã được Andrew bổ nhiệm vào chức chủ tịch đầu tiên của tập đoàn thép Hoa Kỳ vào năm 1921 khi chỉ mới 38 tuổi. Vì sao Andrew đồng ý trả cả 1 triệu đô la mỗi năm, tức gần 3.000 đô la mỗi ngày cho Charles? Phải chăng vì Charles là một thiên tài hay vì ông có kiến thức về thép hơn những người khác? Hoàn toàn không. Chính Charles bảo tôi rằng nhiều người làm việc cho ông có kiến thức về chế biến thép hơn hẳn ông. Lý do Swatch trả được lương cao như thế là vì ông có khả năng thu phục lòng người, ông chia sẻ. Bí quyết của ông chính là khả năng tạo niềm hưng phấn ở những người cùng làm việc, phát huy những ưu điểm mạnh nhất của con người bằng cách nhìn nhận, tán thưởng và khuyến khích họ.
Không có cách nào giết chết ước mơ và nỗ lực phấn đấu của con người bằng thái độ và những lời chỉ trích của cấp trên. Tôi không bao giờ chỉ trích một ai. Tôi tin tưởng vào việc tạo ra động lực cho mọi người làm việc. Điều này làm cho tôi luôn mong muốn khen ngợi người khác và không thích làm tổn thương thêm những lỗi lầm của họ. Nếu tôi thích thú một điều gì đó, tôi sẽ luôn động viên khuyến khích bằng tất cả sự chân thành và hưởng ứng nhiệt tình nhất của mình. Đó chính là những gì mà SWAT đã làm. Vậy những người tầm thường ứng xử ra sao? Họ làm ngược lại hoàn toàn. Nếu họ không thích điều gì, họ sẽ quát mắng nhân viên. Còn nếu họ thích, họ sẽ chẳng nói gì. Như một câu nói xưa, làm tốt đến đâu, không một lời khen, sai lầm một lần, nhắc nhở suốt đời. SWAT chia sẻ, trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa từng gặp người nào làm tốt công việc của mình nếu không có sự ủng hộ của người khác. Andrew Carnegie cũng vậy, và đó là một trong những lý do làm nên thành công phi thường của ông vua thép. Andrew Carnegie khen ngợi những người hợp tác với mình, lúc công khai, lúc kín đáo. Thậm chí, ngay cả trên tấm bia mộ của mình, ông còn khen tặng tất cả những người đã từng làm việc cho ông. Đây là nơi yên nghỉ của một người biết cách tập hợp những người tài giỏi hơn mình. Sự khen ngợi, cảm kích thực thực là một trong những bí quyết thành công đầu tiên của John Rockefeller trong ứng xử với mọi người khi nhân viên của ông là Edward Bedford gây thiệt hại $1 triệu trong một vụ mua bán ở Nam Mỹ. Thay vì chỉ trích, John Rockefeller lại tán thưởng Bedford vì đã cứu được 60% số tiền Rockefeller đã đầu tư. Rockefeller làm như vậy vì biết rằng Edward đã cố gắng hết sức. Ông nói, điều đó thật tuyệt, chúng ta không phải lúc nào cũng làm tốt được như vậy. Trong số các mẫu báo tôi cắt để lại, có một câu chuyện vui mà tôi biết là không có thực, nhưng nó lại minh họa cho một sự thật. Tôi kể lại cho các bạn nghe. Lần nọ, sau một ngày làm việc cực nhọc, vợ một người nông dân đã quẳng trước mặt những người đàn ông trong gia đình bà một đống cỏ khô thay vì dọn bữa tối như mọi khi. Khi họ tức tối hỏi bà có điên hay không, bà đáp, tôi đã nấu ăn cho các người suốt 20 năm nay và trong suốt thời gian đó tôi chưa hề nghe ai cảm ơn một câu hay nói với tôi rằng các người không biết ăn cỏ khô. Một công trình nghiên cứu cách đây vài năm về việc một người vợ bỏ nhà ra đi cho thấy nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này chính là do thiếu sự nhìn nhận và trân trọng. Và tôi chắc chắn rằng nếu có một công trình nghiên cứu về lý do những người chồng bỏ nhà ra đi thì cũng thu được một kết quả tương tự. Chúng ta thường cho rằng việc vợ hay chồng mình ở bên cạnh là lẽ đương nhiên, rất hiếm khi dành cho họ một lời cảm ơn hay sự trân trọng. Một học viên trong lớp của chúng tôi kể rằng vợ anh và một nhóm phụ nữ khác trong nhà thờ cùng tham gia vào một chương trình tự hoàn thiện bản thân. Chị đề nghị anh giúp bằng cách liệt kê 6 điều mà anh cho là chị có thể thay đổi để trở thành một người vợ tốt hơn. Anh ấy kể lại với lớp học như sau. Tôi ngạc nhiên trước một yêu cầu như vậy. Thú thực, tôi có thể dễ dàng liệt kê 6 điều tôi muốn cô ấy thay đổi. Và tất nhiên là cô ấy cũng có thể liệt kê 1.000 chuyện cô ấy muốn tôi thay đổi, nhưng tôi đã không làm như thế. Tôi bảo, cho anh suy nghĩ và sáng mai anh sẽ trả lời. Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, tìm mua tặng vợ 6 bông hồng với một tấm thiệp ghi. Anh không thể nghĩ ra 6 điều mà anh muốn em thay đổi. Anh yêu em như chính em bây giờ. Chiều hôm đó khi về nhà, tôi được vợ chào đón bằng những giọt nước mắt đầy xúc động. Không cần phải nói, tôi vô cùng vui sướng vì đã không phê phán cô ấy như yêu cầu. Chủ nhật sau đó ở nhà thờ, sau khi vợ tôi báo cáo lại kết quả của công việc được giao, nhiều phụ nữ cũng học với cô ấy đã đến gặp tôi và nói, từ trước đến nay chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy một cử chỉ nào lịch thiệp, chu đáo và ngọt ngào đến như vậy. Lúc đó tôi mới thực sự hiểu được sức mạnh của sự trân trọng và lòng biết ơn. Tôi đã có lần tập theo phong trào nhịn ăn và đã thử sống 6 ngày 6 đêm mà không cần ăn gì. Thực ra cũng không khó lắm. Cuối ngày thứ 6, tôi cũng không đói hơn cuối ngày thứ 2. Tuy nhiên, nếu chúng ta để gia đình hay nhân viên của mình nhịn đói sau 6 ngày thì lại là một lỗi lầm lớn. Thế mà chúng ta lại để gia đình thân yêu của mình, những nhân viên cần mẫn và tận tụy của mình phải nhịn đến 6 tuần hay thậm chí đến 60 năm mà không có đến một lời tán thưởng thật lòng. Chúng ta không chịu nhớ rằng họ đang khao khát đến cháy lòng một lời khen ngợi của chúng ta, chẳng kém gì một người mong có được một bữa ăn ngon lành khi đang đói cồn cào. Asphilin là một trong những diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại. Người đóng vai chính trong vở Reunion in Vienna đã nói, điều tôi cần hơn cả cuộc sống của mình là nuôi dưỡng sự trân trọng đối với bản thân mình. Chúng ta nuôi dưỡng phần thể chất của con cái, quan tâm đến cuộc sống vật chất của nhân viên mình nhưng lại rất ít khi nuôi dưỡng hay truyền cho họ sự tự trân trọng, những giá trị bản thân. Chúng ta có thể cung cấp cho họ những thức ăn ngon nhưng lại thường quên tặng họ những lời khen ngợi thật lòng mà họ sẽ nhớ mãi như nhớ những giai điệu êm ái tuyệt vời nhất. Paul Hawaii
trong một buổi phát thanh của mình đã kể ra một câu chuyện minh chứng rằng việc khen ngợi, cảm kích, thành thật có thể thay đổi cuộc đời một con người như thế nào. Cách đây nhiều năm, có một cô giáo đến nhờ Steve Moore giúp cô tìm một con chuột trong lớp học. Cô đánh giá rất cao tài năng của Steve và khen Steve rằng Thượng Đế đã tặng cho anh một đôi tai thính để bù lại sự khiếm thị. Cô không ngờ rằng đây thực sự là lần đầu tiên Steve được người khác trân trọng, đánh giá cao về khả năng của đôi tai mình và quên đi sự khiếm khuyết trước giờ. Cho đến bây giờ, Steve vẫn thừa nhận rằng sự trân trọng ấy đã tạo cho anh một bước ngoặt trong cuộc đời. Từ khi được đề cao và phát hiện ra năng khiếu nghe của mình, anh đã nỗ lực phát huy khả năng cho đến khi trở thành một trong những ca sĩ nhạc pop tuyệt vời nhất, đồng thời là nhạc sĩ sáng tác những ca khúc hay nhất trong thập niên 70 dưới cái tên huyền thoại Steve Wonder. Khi đọc những câu chuyện này, có thể bạn sẽ nói, trời, toàn là những lời xu nịnh vô nghĩa, tôi cũng đã từng thử như vậy. Nhưng cách này thực sự không ổn, đặc biệt là với những người nhạy cảm và căm ghét thói giả dối xu nịnh. Dĩ nhiên, xu nịnh ít khi thành công với những người hiểu biết và có khả năng phân biệt sâu sắc giữa nịnh hót với lời khen ngợi và cảm ơn chân thành. Bởi vì tâng bốc chỉ là lời lẽ hời hợt, ích kỷ, hoàn toàn không trung thực và chắc chắn thất bại. Tuy vậy, cũng có một số người khao khát được tán thưởng, đến mức họ nuốt bất kỳ lời khen nào như một người đói ăn, rau lã con sông bám trong đó. Tâng bốc giả tạo, cũng như tiền giả, nó sẽ gây khó khăn khi chúng ta chuyển nó cho một người nào khác. Sự khác nhau giữa cảm kích và tâng bốc nằm ở đâu? Rất đơn giản, điều này rất thành thực, còn điều kia là không thành thực. Một điều xuất phát từ tấm lòng, còn một điều chỉ từ cửa miệng, một điều là vô tư, chân thành, một điều là ích kỷ. Có mục đích, một điều được mọi người cảm nhận, xúc động, một điều thì bị mọi người lên án. Gần đây tôi được nhìn thấy bức tượng bán thân của một anh chàng hùng Mexico là tướng Avora tại lâu đài Mexico, dưới tượng khắc những lời lẽ đầy triết lý. Đừng sợ những kẻ thù tấn công anh, mà hãy sợ những người bạn nịnh hót anh. Đúng, tôi hoàn toàn không khuyến khích sự xu nịnh. Tôi đang nói đến một cách sống mới, cho phép tôi nhắc lại một cách sống mới. Vua Gerard có một loạt 6 câu châm ngôn được viết trên những bức tường trong phòng học của ông tại cung điện. Một trong những châm ngôn này viết, hãy ngăn tôi, đừng trao và đừng nhận lời khen ngợi rẻ tiền. Mọi lời nịnh hót đều là lời khen ngợi rẻ tiền. Tôi rất tâm đắc với một định nghĩa cho rằng nịnh hót là nói với một người khác chính điều mà anh ta thích nghĩ về mình. Khi đầu óc không vướng bận, chúng ta thường dành gần 95% thời gian để nghĩ về mình. Hãy ngừng việc nghĩ về bản thân trong chốc lát và bắt đầu nghĩ về điều tốt của những người xung quanh. Khi ấy, tôi và bạn sẽ thấy mình không cần dùng đến những lời nịnh hót nữa. Nó chỉ là một thứ rẻ tiền và giả dối. Một trong những giá trị bị chúng ta lãng quên nhiều nhất trong cuộc sống hàng ngày chính là sự cảm kích, trân trọng. Chẳng biết vì sao chúng ta cứ hay quên khen ngợi con cái của mình khi chúng đem về nhà tờ giấy khen hay quyển sổ liên lạc ghi thành tích học tập tốt trong tháng qua. Chúng ta quên khuyến khích con cái khi lần đầu tiên tự chúng làm được một cái bánh hay tự giác dọn dẹp, gọn gàng góc học tập của mình. Không có điều gì làm trẻ con vui sướng hơn là sự quan tâm và khen ngợi từ bố mẹ. Mỗi khi thưởng thức một món ngon ở nhà hàng, tôi luôn tự dặn mình nhớ nói với người đầu bếp rằng món ấy rất tuyệt vời. Khi gặp một người bán hàng mệt mỏi mà vẫn biểu lộ sự ân cần với khách, thì tôi cũng luôn nhắc nhở mình nhớ cảm ơn anh ta vì đã sự phục vụ tận tình. Tất cả diễn viên, ca sĩ và diễn giả trên thế giới đều nản lòng nếu không nhận được những tràng vỗ tay khen ngợi nào từ khán thính giả. Nếu điều này đúng đối với những người biểu diễn chuyên nghiệp, thì nó còn đúng gấp nhiều lần đối với những người làm việc trong các cơ quan, cửa hàng, nhà máy, trong gia đình và bạn bè của chúng ta. Trong tất cả quan hệ giữa người đối với người, chúng ta luôn nhớ rằng mọi người hợp tác với mình cũng đều là những con người và họ đều khao khát nhận được sự công nhận, đánh giá cao và trân trọng vì những gì họ đã làm. Hãy thắp lên ngọn lửa của sự biết ơn chân thành đối với mọi người trong cuộc sống. Sự lan tỏa của ngọn lửa này sẽ mang lại cho bạn những giá trị vượt thời gian. Chỉ trích hay xúc phạm người khác không bao giờ làm thức tỉnh hay thay đổi được. Vậy nên bạn đừng bao giờ làm như thế. Có một câu châm ngôn cổ rất hay mà tôi đã dán lên tấm gương soi để ngày nào cũng có thể nhìn thấy. Tôi chỉ sống trên thế gian này có một lần. Vì vậy, nếu có thể làm bất cứ điều nào tốt đẹp hay thể hiện lòng nhân ái tri ân của mình với bất kỳ ai, tôi sẽ thực hiện ngay không chậm trễ, bởi tôi biết mình sẽ không sống đến 2 lần, hoặc sợ mình không còn cơ hội. Triết gia Emerson hay nói rằng mọi người tôi gặp đều có những điểm hay và tôi luôn học được rất nhiều điều từ họ. Mong rằng điều này cũng đúng với bạn và tôi. Chúng ta hãy ngừng chỉ trích đến những điều xấu
những điều chưa đúng, mà chúng ta hãy hướng đến những điều tốt đẹp, những thành tích mong muốn của mình và thử tìm hiểu những điểm tốt của người khác. Mọi người sẽ hết sức ghi nhận những lời khen ngợi của bạn và luôn có động lực để thực hiện những điều tốt đẹp tương tự trong suốt cuộc đời của họ. Phần 1 của cuốn sách Đắc Nhân Tâm đến đây xin phép được tạm dừng. Xin hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của cuốn sách này.